Em đưa sức quá sức bằng phần này ngày này thôi video review của bộ advice over the world đó nghe cứ lên xin cha trong mà review hay trong compare cho mọi người sai của bộ bọc coach hay năng ở âm khe mới đây để trong ở nhật các mơ tha sai cái phần này mới sai khác khác mình chẳng á chẳng chẳng ở tim mũi nhân viên của bộ coach làm gì carry all và cả chụp quan ấy sẽ ăn khăn hay có stock này quan năng ở sai carry all năng sai thốn tay bọc kia cứ thông đã bàn ban chờ được dân tập thơ ca được có bị đặt tô cô này chắc là ban hiện bàn trở mà thùng bàn tay cả dân ICPA ở vô clip đã lên cái bàn này và tao mang mới tiết miền sai ở thô 22 nó cứ tôi chiến và cả chục nắng và sai nắng tôi chiến ở cứ viết xong mẹp speed đã lên khăn bản tên hay tên đầu tiên nắng đại bản ban trở ai tại sao trở đôi à bộ à cả chục nó tế tuần tay à tôi nít cái này là speed cứ sạc sạc khăn trà tao mang tiết nhau miền khang thôi rồi bỏ retail chà và mini nó cứ tôi khăn tầm tay đại từ sập pro max hay là cái bộ lôi chồ cái bộ lôi à bộ bot á mình cái bộ game cái bộ lôi bot đã chồ chà hay sell speed đang lên xuống tầm hai nhóm viên là âm khế cứ âm khế hiện cua vậy ta đi cắt cua hai cái nè còn ta khô chiến ta lấy chiến tích âm khế hiện slim chiến tích tầm tay sa sa đi cái nè anh ấy nhóm khám phía bị sai tầm hai nhóm viên là anh ấy cứ đôi cái nè tay khó tập bồi đôi cái nè khó bồi chà chắc là nhóm trong compare the bay sai năng chốn sai tìm mối này cứ chung mua ở mini casino vì tu chút đặt pro max chốn đặt một đôi bật chốn toàn nó sai đáo speed darling app ca thuật phần thì thú thông đặt à bạn mang chờ lần mốt app toàn mắt sai ní dùng thông trên ghế tại nhóm miền còn tay nâng website bắt kế là hai cái mình thông trên đằng kia tay sai cái đài chứ thông những cái đài nhóm miền cứ không cần chà chắc là mình tập tân năng để trang review cho bóng phốn con sẽ là tôi sẽ là video này hay con nhiều để có thời gian chiều bị kháng phê nhưng con trận mình tên xong sau bài xong năng đó tất cả các nền chuẩn bị đi.